Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài 20, trang 152, sách giáo khoa vật lý 9. Nội dung bài 20 như sau. Bác Hoàng, bác Liên và bác Sơn đi thử mắt. Bác Hoàng nhìn rõ được các vật cách mắt từ 25cm trở ra. Bác Liên nhìn rõ được các vật cách mắt từ 50cm trở ra. Còn bác Sơn chỉ nhìn rõ được các vật cách mắt từ 50cm trở lại. Mắt bác nào bị cận, mắt bác nào là mắt lão và mắt bác nào bình thường? A. Mắt bác Hoàng là mắt cận, mắt bác Liên bình thường, mắt bác Sơn là mắt lão. B. Mắt bác Hoàng là mắt lão, mắt bác Liên bình thường, mắt bác Sơn là mắt cận. C. Mắt bác Hoàng bình thường, mắt bác Liên là mắt cận, mắt bác Sơn là mắt lão. D. Mắt bác Hoàng bình thường, mắt bác Liên là mắt lão, mắt bác Sơn là mắt cận. Để giải được bài này, các em có thể xem lại kiến thức ở phần kết luận của bài 49, trang 132. Mắt cận nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở xa. Kính cận là thấu kính phân kỳ. Mắt cận phải đeo kính phân kỳ để nhìn rõ các vật ở xa. Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa, nhưng không nhìn rõ những vật ở gần. Kính lão là thấu kính hội tụ. Mắt lão phải đeo kính hội tụ để nhìn rõ các vật ở gần. Và mắt người bình thường, điểm cực cận sẽ cách mắt một khoảng là 25cm. Ta quay trở lại với bài 20. Bác Hoàng nhìn rõ được các vật cách mắt từ 25cm trở ra. Vì vậy, mắt bác Hoàng là bình thường. Bác Liên nhìn rõ được các vật cách mắt từ 50cm trở ra. Nghĩa là bác Liên chỉ nhìn được các vật ở xa. Cho nên, mắt bác Liên là mắt lão. Còn bác Sơn chỉ nhìn rõ được các vật cách mắt từ 50cm trở lại. Nghĩa là bác Sơn chỉ nhìn rõ các vật ở gần. Cho nên, mắt bác Sơn là mắt cận. Ta thấy rằng đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án D. Mắt bác Hoàng bình thường, mắt bác Liên là mắt lão, mắt bác Sơn là mắt cận. Ta trả lời bài 20 như sau. Bác Hoàng nhìn rõ được các vật cách mắt từ 25cm trở ra. Vì vậy, mắt bác Hoàng bình thường. Còn bác Liên nhìn rõ được các vật cách mắt từ 50cm trở ra. Tức là bác chỉ nhìn rõ được các vật ở xa. Vì vậy, mắt bác Liên là mắt lão. Còn bác Sơn chỉ nhìn rõ được các vật cách mắt từ 50cm trở lại.
nghĩa là chỉ nhìn rõ được các vật ở gần. Cho nên mắt bác Sơn là mắt cận. Nhìn vào bốn đáp án và ta thấy rằng đáp án đúng ở đây là đáp án D. Mắt bác Hoàng bình thường. Mắt bác Liên là mắt lão. Và mắt bác Sơn là mắt cận. Vậy đến đây ta đã trả lời xong bài 20.